Tập 34. Tại cô ổ chuột. Cuốn nhật ký này rời ra lúc chi chết người sói ở rồi. Nhưng mà bên trong toàn bộ là ngôn ngữ linh tinh, nên phải đi nhờ người thú thủ từ độc dịch giùm mình vậy. Không ngờ lại mở thư viện ở cuốn ổ chuột đấy tì nàng này. Con chẳng biết là thư từ đó có quá nhân gì. Em trai ơi, trong em có vẻ lạ đi. Lần đầu đến cụ mùi vị có phải không? Tới nhà chị đi, đêm nay cho em một đêm sung sướng vô cùng luôn. Hà liền cấp tình anh cấp 8. Chẳng phải còn muốn dẫn tôi vào hẻm cụt sau đó lại đóng cửa lại đến nữa. À còn đã, để tôi đổi cái từ khác. Cô muốn bắt cùa ưng có đúng không? À còn đúng, còn đúng. Chúng mày còn ngẩn ra đó là cái gì nữa? Xong lý cho tao. Dám động vào đại tí của bọn tao, đánh nó. Lôi Thiếm, em trai lợi hại quá nhỉ. Cậu muốn đi đâu nói với chị đi. Cả cái khu ổ chuột này chị nằm lòng hết rồi. Không cần phiền cô, tôi biết đường đến thư viện. Thế thì khéo quá rồi, không ai quen biết với thư viện Trấn Hồn Diệt hơn chị đâu. Bởi vì chị chính là thủ thư mà. Lý vị 20 thần hoàng. Thế nào, Tiếu Quỳnh Địa tin rồi chưa? Hả, khi nãy còn là con đồ, mà giờ đã biến thành thánh nữ khiết tu rồi. Nếu như cô tin tôi có việc thì chúng ta vào thư viện rồi nói. Thư viện Trống Diệp Hồng. Rốt cuộc là cái nơi rách nát này là nhà ma hay là nhà thư viện vậy? Tiếu Quỳnh Địa, đến cho tôi để làm gì? Tôi đến đây là vì muốn dạy mã một cuốn nhật ký viết bằng ngôn ngữ tinh linh cổ. 30 bạc hả? Đây tôi đưa. Đúng là trong mắt cô chỉ có tiền thật mà. Cuốn nhật ký này là ảo ảnh của đại ác ma. Ác ma thối tàn là một thần hoàng nhỏ nhồi mà cũng muốn phong ấn bổn tụ. Một ảo ảnh ác ma, con được có hồng an toàn trước mặt của ta. Thần thánh chi thua. Không từ đường sức. Ý đây là biến mất đi. Giờ phòng chúng ta sẽ còn gặp mất. Hả? Cái gì? Hệ thống bấn chịu lời nguyện của đại ác ma, mọi thuộc tính giảm 50%, điểm kinh nghiệm có được giảm 95%. Hệ thống, 30 đại ác ma nhắm trúng rồi. Áo cánh của đại ác ma sẽ tìm bạn sau 90 ngày nữa và chiếm lấy thừa xác của bạn. Bên trong này, cuốn nhật ký này là chưa ảo ảnh của đại ác ma. Thu của cậu 30 bạc đúng là lố nặng mà. Hả? Vãi, hóa ra là cuốn nhật ký đó là lừa đảo thế. Cậu có giữ thêm vài ngày nữa thì thể xác của cậu sẽ bị ác ma chi mất thôi. Ý, nhưng mà bây giờ vấn đề vẫn chưa được giải quyết mà. 90 ngày sau tôi vẫn phải chết. Cuốn nhật ký ghi lại hành trình tiến vào giải mà chú của hàng bồn túi. Cậu chỉ còn tìm được sạch bồn túi đang được cất giữ ở trong đó thì tôi sẽ phá hủy nó, ngăn cản đại ác ma gian lầm. Kết quật nhiệm vụ sứ thi bồn túi gian lầm và tìm ra tiêu hủy sạch bồn túi, ngăn cản đại ác ma gian lầm. Phần thưởng chưa rõ. Kiếp trước người chưa hoàn thành nhiệm vụ này tên là Thiền Hiển Vạn Diệp, nhưng mọi người đó lại không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan tới nhiệm vụ. Thần quan đại nhân, rốt cuộc là hang bồn túi này nằm ở đâu? Lại có thể cho tôi một chút manh mối không? Nếu như còn biết manh mối ở hang bồn túi thì phải trả giá 10 vàng phí tin tức. Và tôi biết bây giờ cậu không có chừng ấy tiền, chỉ bằng tôi giúp cậu giải trừ lời nguyện của ác đại ác ma trước rồi cậu đi kiếm tiền thế nào? Anh nhắc đến tiền là hào hứng ngay à? Vậy chắc chắn là giải lời nguyện của cậu hợp miễn phí nhỉ? Em trai thông minh đấy, giải lời nguyện cần cử hành nghi lễ. Cậu thúc cậu 3 vàng thôi. Sao cô ta biết toàn bộ tài sản của mình vừa đúc 3 vàng hơn một tí thì nhỉ?
Vợ cậu di chuyển này cũng có thể đưa cậu đến khu rực ánh trăng. Cậu đến đó thu thập 30 viên đá ánh trăng là tôi có thể cử hành nghi lễ được rồi. Mùa thuốc hồi máu sơ cấp. Khu rừng ánh trăng là khu rừng quái cấp 9. Chưa có mình bị lời nguyền ảnh hưởng đến tất cả thuộc tính, giảm mất hơn một nửa. Lần này phải chuẩn bị thật là chu đáo mới được. Có chừng này thuốc hồi phục rồi, và quyến trục mà pháp thì dòng sống sót chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Đi lúc đó thì khu rừng ánh trăng sẽ tới rồi. Khu rừng ánh trăng bắt đầu thôi. Khu rừng ánh trăng là khu vực quái cấp 9. Tỷ lệ rời của quái vật ở đây thì rất cao. Bên trong còn có những tài nguyên hiếm như là khoáng thạch, thảo dược. Với những người chơi cấp thấp thường xuyên vào đây đào vàng thì mất mạng là chuyện như cơm bữa. Do đó cũng chỉ bị mọi người gọi là chốn an nghỉ. Giờ phòng ly vào bạc, ký hiệu của ác mà mọi thứ giảm 50%, kinh nghiệm giảm tới 95%. Bây giờ mình chịu lời nguyện của đại ác mà đánh nhau với lũ quái vật đó sẽ rất là phí sức. Quyển trục ẩn dật. Quyển trục ẩn dật là giảm mạnh cảm giác tồn tại của một người chơi tiến vào trạng thái tiềm hành. Trong trạng thái tiềm hành thì người chơi chỉ có khó mà có thể bị cái địch xung quanh phát giác. Thời gian duy trì nửa tiếng. Khi người chơi tiềm hành công kích, trạng thái tiềm hành sẽ lập tức giải trừ. Đá ánh trăng cộng 1, cộng 1, cộng 1. Đối tượng trà chiến sĩ sơn thú. Điều này chứng tỏ là gần đây có nơi đóng quân của bọn chúng. Mà tỷ lệ kiếm được bảo rường ở trên bên trong nơi đóng quân là cực cao. Hơn nữa, phần thưởng của lần đầu mở bảo rường luôn luôn là tốt nhất. Chắc chắn hiện tại chẳng mấy nơi được người chơi đã đến khu rừng ánh trăng. Hay là mình có đi tìm nhanh chân từ trước mở bảo rường nhỉ? Tìm thấy rồi. Có lẽ ở đó là kho của chiến sĩ sơn thú. Thế như kinh nghiệm của mình thì chắc chắn bảo rường được tạo mới ở bên trong đó. Còn một rồi, chiến sĩ sơn thú ngân giáp trước cửa kho lại có thể nhìn thấu được hiệu quả ứng tiềm năng của mình. Nếu như muốn vào kho thì phải xử cho xong cái tên đó. Nhưng mà tôi tiếp động từ đồng tuần sẽ khiến cho quái vật của toàn doanh trại công kích. Biết đâu như thế lại được à. Nó nấu cái quái gì thế này, mùi thối quá trời. Để tạo thêm gia vị cho chúng mày. Cái địch toàn doanh trại xây với bia hát thiết hết rồi. Tới toàn mấy cái bảo rường lần này là thắng cược chắc rồi. Hệ thống, bạn nhận được 8.000 tệ, nhận được 4 đá anh tràng 14, nhận được phong cụ nguyên nghiệp cỡ đầu khôi. Ngân nguyệt đầu khôi, cấp mật cấp thanh đồng, chúng loại đầu khôi chức nghiệp, quân chiến sĩ kiếm sĩ, yêu cầu lý vợ không. Tổ tính yêu cầu sức mạnh 35, đô bền 40, lực phòng ngự 43, nhanh nhẹn 5, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 4, sức bền 4, hồi phục chiến đấu còn 1. Ngân nguyệt đầu khôi đồ ngon đi nha. Kiếm được bộ trang bị ngân nguyệt đầu khôi lại còn có thơm thuộc tính cộng thơm nữa. Nơi nhờ ông trời phù hộ cho con thì hãy cho con mở ra một trang ngân biệt ngân nguyệt trong bảo rường cấp huyền thiết này đi. Hệ thống, nhận được trang sức hư vô chỉ hoàng. Hư vô chỉ hoàng cấp bậc huyền thiết. Chúng loại trang sức chức nghiệp không giới hạn, yêu cầu cấp và tu tính yêu cầu trí lực 10, độ bền 35/35, sức mạnh nhanh nhẹn cộng 1, trí lực cộng 2, kỹ năng kèm theo hư vô chi ảnh có thể giúp cho người sử dụng tiền tiến vào trạng thái hư vô. Người có thể sử dụng không nhìn thấy người khác, người khác thì cũng không nhìn thấy người sử dụng. Thời gian duy trì 1 phút, thời gian hồi phục 5 phút, chỉ sử dụng trong trạng thái không chiến đấu. Vãi nồi, chiếc nhẫn này là bảo bối cùng phẩm chất với
Giỡn lực gì giới rồi? Có phải rượu giả hay không vậy? Sơn thú sì chưa được mấy phút đã tỉnh rồi. Hồi tới cái quyển trục gờ biến giờ 50 bạc của mình quá. Vốn dĩ là con muốn dùng đôi bao về tính mạng sau khi gặp bố. Quyển trục biến giờ có thể dịch biến cái địch cấp 15 trở xuống thành một con giờ, không thể tiệp pháp, không thể công kích, thời gian biến hóa tinh anh đặc biệt sẽ giảm mất 1 giây. Chuồn thôi. Sẽ có bờ bối này sẽ giúp mình che giấu hành tung. Mình có thể trộm sạch tất cả rừng ở khu rừng ánh trăng này. Có bờ bối này có thể giúp mình che giấu hành tung. Mình có thể trộm sạch tất cả bảo rừng ở khu rừng ánh trăng. Hả? Ôi vãi nồi, bị phát hiện rồi. Liều, ta có dịch chuyển đấy. Khu rừng ánh trăng đã mở toàn bộ rừng. Lần này mở rừng thu hoạch cũng không tệ. Đã thu thập đủ thì anh trăng để giới trừ lời nguyện rồi. Lại còn thu thập đủ bộ trang bị ngờ nguyệt. Chờ lời nguyện giới xong, mình sẽ nhanh chóng mặc vào ngơ nghiệp hồ giáp cấp bậc thanh đồng chức nghiệp con chiến sĩ. Yêu cầu sức mạnh 35, lực phòng ngự 56, sức mạnh 9, nhanh nhẹn 7, sức bền 5, ô vô chiến đấu cộng 2. Đây là có nhầm hay không vậy? Cấp bậc này mà cũng mở ra được pháp bảo quá trời. Nhưng mà có nói rồi thì nhiệm vụ về sau của mình sẽ dễ thở hơn nhiều. Mày quá chừng rồi. Chiều em tốc độ của cậu cũng nhanh phết đấy. Cũng không đủ đá anh trần chịu à. Tiểu thư Hà Liên đã kính. Đồ có cần tôi đã mang về rồi đi. Bây giờ có thể giải quyết giải trừ lời nguyện của tôi rồi chứ? Xem ra chuyến đi này cậu đúng là bội thuốc rồi nhỉ. Quả cầu di chuyển đã anh trần cộng 30 vàng x2. Nghề chi tích là nghi thức vô cùng cổ xưa, không có tác dụng, không chỉ có tác dụng giải lời nguyện. Nếu như cậu có thể chi thêm 3 vàng nữa thì có thể tăng lên cấp cao. Tôi sẽ gom được tất cả nguyên liệu cần thiết cho nghi thức nguyệt chi tích, giúp cậu có được thu hoạch bất ngờ. Sao có cảm giác cô ta đang dụ mình đấy nhờ? Tiểu thư Hà Liên à, đang kính, cứ cho tôi cái nghi thức cấp thấp là được rồi. Không vội hay từ chối đã chú em à. Có biết về truyền thuyết liên quan tới đồ ma kiếm thánh lột cồng kiếm thánh? Truyền thuyết cổ rằng cô lớp chịu nghiền rũ của đại ma vương, chịu đủ mọi sự dày vò trong quán đời còn dài. Ở chợ tiệc sao không có hiệu ứng ánh sáng và âm thanh, lại hỏng mất rồi hả? Trải qua vô ngàn vạn đau khổ, cuối cùng thì hắn đã tìm được cách giải lời nguyện chính thức nghi ngờ nguyệt chi tích hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành nghi thức thì xì lô không chỉ là có sức mạnh mới mà còn sở hữu sức mạnh to lớn vô cùng. Từ đó đến bại đại ma vương, trở thành kiếm thánh của đại lực thần vực. Chỉ cần chi tiêu thêm 3 vàng nữa là cộng lại là 5 vàng thì đó là do hầu nghị rồi. Người khác ít nhất phải 6 vàng đấy. Được rồi, cơ hội trở thành kim thánh trong tương lai thì nhiêu đó cũng đáng. Hệ thống, người chưa tiếp nhận nghi thức chi tích hoàn chỉnh. Đúng rồi, đứng ở vị trí đó là được rồi. Hư Hạ Liên, nghi thức này có nguy hiểm không? Yên tâm đi, tuy làm lần đầu nhưng mà kỹ thuật của tụi tục làm đầy nhà. Đến giáo viện còn khen tôi là thiên tài nữa đi mà. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu thôi. Câu đầu tiên là gì nhờ? Nè, cô có ổn thật hay không đấy? Im miệng đi, tiền cũng đã giao rồi, không có quay xe được đâu. Từ từ đó ta học đó. Nhớ rồi. Amakrasibui. Ây da. Nhân loại thấp kém, ngươi tưởng rằng tách ta ra khỏi cơ thể rồi thì có thể thoát khỏi khống chế của ta được đấy à? Và phòng phần thần ác ma tiền hành cấp 4. Hắn là phần thần ác ma ở trong người cậu hóa thành. Đánh bại hắn là cậu có thể giải được lời nguyện rồi. Còn người đơ thiện không bao giờ thắng được ác ma mạnh mẽ.
Ngu ngốc, hắn sở hữu 100% thuộc tính của cậu. Còn cậu chịu lời nguyền chỉ được có một nửa thuộc tính thôi. Đối đầu trực diện thì tự là tìm đường chết. Đùa cái gì vậy? Sức mạnh này đâu chỉ là gấp đôi sức mạnh của mình chưa? Thần phục bổn tồn, người chỉ có được sức mạnh chí cao vô thượng, từ đó thoát khỏi thân xác con người tập kém. Bổn tạo biến thành con rối của mày à? Đừng có mơ. Không phục tùng thì chết đi. Phòng lôi thiểm. Gia phòng còn 10 món. Chết đi. Cơ thở không nhúc nhích được. Đi là ma pháp trận rối buộc. Nhân loại bị ối. Không ngờ ta lại giấu chú bài kia đúng không? Khô rừng ánh trăng. Đi là lâu quyến trục ma pháp trận. Ở khu rừng ánh trăng, ma lê mới ra được một món pháp bảo này. Quyến trục thánh hoàng pháp trận. Thánh hoàng pháp trận ánh sáng diệt trừ mọi tà ác trên thời gian. Mục tiêu trói buộc không thể di chuyển, thời gian duy trì 5 giây. Đồng thời giảm 50% tất cả các thuộc tính. Mục tiêu đồng thời tăng 100% tất cả thuộc tính thì người thi pháp hiệu quả tăng gấp đôi đối với kia tà ác. Nhưng mà có nói rồi thì các nhiệm vụ về sau khi dở thở hơn nhiều. Quá may mắn rồi, trong quá trình tao và mày giao đấu thì tao đã cho phần thần bay má tròn rồi. Thiết lập thành công. Đang liên kết tổ độ. Liên kết thành công. Bố trí mạo pháp trận tốn thời gian nên sức chút nữa thì tèo rồi. Nhưng rồi bị ổi, người lại dám lừa bốn tốn. Đáng tiếc chứ cả món pháp bảo nào nóng tì thì đã cho dùng, đã phải dùng cho mày rồi. Nhà rành ý là gì hả? Người đang xem thường bốn tốn sao? Người lại nhảy nhiều quá rồi đấy. Dạ phòng, đừng có tưởng là kết thúc rồi, chúng ta vẫn còn gặp mặt nữa đấy. Hệ thống chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nguyệt chi tích phần thưởng điểm kinh nghiệm là 10.000 điểm. Vương quốc tinh nguyệt danh tiếng cộng 5. Thánh bạc hà danh tiếng cộng 20. Trấn hồn diệp danh tiếng cộng 100. Hệ thống danh tiếng trấn hồn diệp đạt tới 50 điểm. Thăng cấp thành công dân hạng nhất trấn hồn diệp. Hệ thống danh tiếng trấn hồn diệp dạ đến 100 điểm. Thăng cấp thành quý tộc hạng bà trấn hồn diệp. Đạt được danh hiệu người sàng mà. Danh hiệu người sàng mà kế trừ ma được người người kính trọng, địa vị cao quý. Vị tử thần khiến cho sinh vật hắc ám sợ hãi, khiến cho tổ tính của quái vật hắc ám ở trong phạm vi 100 mà xung quanh giảm 10%. Đồng thời sát thương gây ra cho quái vật hắc ám đã tăng lên 10%. Mật nạ ác ma trang sức đặc biệt, sau khi đeo lên thì có thể ngụy trang thành người khác. Lớp ngụy trang sẽ bị nhìn thấu bởi kỹ năng quan sát cao cấp. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn này không tệ mà. Bỏ ra một số vàng đó xứng đáng thật đấy. Có nói rồi thì mình có thể hóa thân thành thợ rèn hắc viêm. Không ai biết được giả phong và thợ rèn hắc viêm thật ra là có một người. Nhờ mạo hiểm, nghi thức đã hoàn thành rồi. Lời nghi của đại ác mà sẽ không quá nhiều cầu nữa. Nè, cô không sao chứ? Nghi thức lần này khiến tôi yếu đi nhiều rồi. Bây giờ tôi sẽ tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu như cậu cần tôi thì đến thành Bạch Hà tìm tôi. Sắp đến ngày hẹn vừa vào bản ám nghiệp mộ địa với Bạch Kinh Tuyết rồi. Phải nhanh chóng liên cấp thôi. Quán trường Trấn Hồn Diệp. Dạo gần đây tỷ giá từ mùa xù trong trò chơi của công hội lại tăng lên không ít. Bây giờ một bản thì có thể đổi được 600 điểm tín dụng cả đấy. Ôi, mới vừa phá hành thôi mà mấy công hội lớn phê thần chỉ ra mùa thu với giá cao rồi. Chờ sau này giá ở cả ổn định thì chúng ta hết đường kiếm ăn luôn. Bán hết trang bị đạo cụ giống như tôi đi. Sau đó thì bán tất cả tiền tệ trong đời chơi cầu hồng hội. Thì mới chơi được vài ngày mà đã kiếm đủ tiền ăn ở trong 2 tháng rồi đi nè. Tuyệt vời quá. Sau khi chiến thắng ác ma thì đã đủ ứng đáp ứng đủ mọi thuộc tính yêu cầu để mặc bộ trang bị ngân nguyệt rồi. Đây cả,
Chính là cái thằng rền đó, mấy ngày trước nó đã lấy ra mười mấy bạc dễ dàng lắm, chắc chắn là giàu sụ rồi. Người nè mà, chính cậu đã đến thuộc hạ của tôi, đã làm tội thì trước sau gì cũng phải trả. Thiết kiếm cuồng sướng, anh ta là cao thủ hạng tốt ở trong trò chơi võ hiệp thực tế ảo nào đó, nhưng vì trò chơi đóng cửa nên đã chuyển sang cho chơi thần vật. Chẳng được bao lâu thì đã xây dựng nền công hội võ mầm lầm mình, thực lực rất mạnh. Kiếp trước anh ta từng solo với Viêm Hổ hai lần, đến cả thích tầm của liên minh thích khách cũng đã từng thua trước thiết kiếm cuồng sự. Nhưng mà bây giờ lại có thầm hiền giả và trang bị của Ngờ Nguyệt, mình hoàn toàn không sợ anh ta. Lão đại à, hắn dám ngơ lời chúng ta, không phải là sợ đến ngu rồi đi chứ? Giờ phòng đứng lại cho tao, hôm nay tao phải cho mày đẹp mắt. Anh lại chờ tiệc là dám quên ở bốn đại giá. À, hóa ra là cái tên háo sắc quấy rối Tử Yên Lưu Vân. Nhà tù nhanh quá ha, ở trong tù thoải mái hay không? Chờ tiệc cái thằng nhái đi, đúng là cố ý. Đi rồi phi tiết, chú ý ngôn hành của cậu, đừng làm hỏng hình tượng của làm mình chúng ta. Cái thằng nhại đâu quá đáng ghét rồi. Bọn tôi không phải là ác bá, nhưng mà người này mà đã đánh thuộc hạ của tôi, nếu như cậu đến 20 bậc đền thì chuyện này coi như xong. Nếu không thì đừng trách bọn tôi ý đồng hiệp ý. Sao cái tên vào phòng đó lại chọc phải cái lũ chó đợi võ lầm mình thế? Mấy ngày trước thì tại một phiêu tuyết của võ lầm mình quấy rối người trời nữa, kết quả bị giáo phong dạy cho một bài học rồi. Thiết kiến cuồng sư đã đạt tới cấp 5 rồi, trang bị trên người cũng rất xịn sò. Lần này giáo phong lên ít dư nhiều rồi đấy. Lão đại tới tầm, chúng ta không sang đối với một tay à? Đừng có vội, để đến lúc nguy hiểm thì hẳn ra tay, như thế thì mới thể hiện sự đáng quý ở trong hành động dàn tay giúp đỡ của chúng ta. Vẫn là lão đại suy nghĩ chu đáo, nhưng mà mình lại muốn xem khi gặp phải tình huống thế này thì vị cao thần đó sẽ biết ẩn đó sẽ xử lý như thế nào. 20 bạc có ít quá không? 50 bạc nhé. Ôi vái nồi, tiểu tử cậu đúng là đại gia, đúng là chúng ta kết bạn nha. Ui, cái bệnh thấy tiền là sáng mắt của lão đại không đuổi được mà. Nếu như cậu đã có thể nghĩ như thế thì sau này tôi sẽ đảm bảo cơ cậu, ai động đến cậu tức là động đến võ lâm minh của chúng tôi. Nè, chúng ta mau giao dịch đi, gửi lời mời giao dịch cho gia phong. Thơm nguyên phúc hợp, sao mày dám? Kiếm nhanh quá. Anh Tinh Tâm, tên giả phong này dám giết người ở khu an toàn cũng lỗ mãng quá rồi. Còn tên nào muốn 50 bạc này nữa hay không? Quỳ không hay rồi, lão đại đã bị hắn thịt rồi. Giả phong, mày đừng có kịp càng quá. Ngàn nhìn giết người ở khu an toàn đã bị vỡ bánh trừng trị rồi, vào tù ngồi đi. Quỳ không hay rồi, sao vợ binh lại đến nhìn như thế? Giả phong tí dũng cảm, nhưng mà cái giá phải trả rất đắt đỉ. Ôi, cô tin đã tới rồi. À, chú vợ bên ơi, trên hãng đã giết lão đại của cháu. Nhỏ quan đi, nhỏ quan lại đi, phạt vào, thật nghiêm vào. À, thằng nhai rành, mày tiêu rồi. Không chỉ rớt xuống một cấp mà bị nhốt 24 giờ. Sau khi ra ngoài, ta xử lý mày như thế nào đây? Ngươi sần mà tôn kính, tuy ngài là quý tộc, nhưng theo pháp lực của Trấn Hồng Diệp, ngài giết một người ở đây thì phải nộp 4 bạc tiền phạt. Nếu không tôi định phải mời ngài vào tù một chuyến. Hả? Quý tộc? Ở mọi nơi người săn ma đều có được địa vị quý tộc. Theo cái cớ của thần vật thì giai cấp quý tộc sẽ được hưởng rất nhiều đặc quyền. Nếu như người chơi thường dần động đến quý tộc, nhẹ thì bị nhốt, nặng thì bị xử chết. Thậm chí quý tộc ẩu đả với người thường dần trong khu an toàn cũng không bị vợ binh quản thúc. Đây chính là sự khác biệt và thân phận. À, đây là 20 bạc nha. Lần nữa tôi cũng phải giết thêm 4 người nữa. Hả? S.O.S. À, ôi vợ lầm mình à, các người cũng có ngày này sao? Ôi chạy mau đi, chồng có vẻ hèn mọn của chúng mày kia đi cút, mau cút đi.
Sửa hết cái đống crepe đi, không thì không tấn công bốt được đâu. Cô chọn phía sau. Một năm sắp xuống. Không đủ thế lực thì ra phía sau nghỉ ngơi đi. Ở vườn chi kinh tuyết. Đi chết đi. Mọi người, có chừng bố sắp ra tới chiếu rồi đấy. Sau khi bốt ra tuyệt chiều thì sẽ tiến vào giai đoạn yếu đi. Tất cả đàm tới dài phát huy hết công suất tuổi. Rõ. Báo. Có báo cáo tình hình tổn thất. Tổn thất 6 người, tầng 9 thì đã ngã. Còn tương 2 đàm tiền ngắn, 1 tới dài và 1 bút trị liệu. Đi dặn mọi người, dọn dẹp chiến trường nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó thì chuẩn bị đến hẻm núi Phi Xích. Cuộc di chuyển của trận chiến vẫn chưa kết thúc à? Mọi người xin phép làm phiền rồi. Tôi xin tự giới thiệu. Ý đức của tôi là Hắc Viên. Cấp bậc danh vọng một thị trấn Hồng Diệp. Đã tặng. Mình có thể trả tiền để mở cửa dịch chuyển đến bên cạnh bạn bè. Như vậy thì có thể tăng cảm giác bí ẩn của mình. Hát viêm, cậu ấy là thợ rèn bí ẩn kia. Ui là đây thường làm cho nhất chi mãi mãi rút khỏi xếp vợ á. Đội trưởng, phệ thân chi xà Bạch Kinh Tuyết ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói phệ thân chi xà đã chiêu mộ nhân lực. Lần này tôi thích công hội đến đây là để gặp đội trưởng mấy người bằng chuyện hợp tác. Phệ thân chi xà trong tụi đang thiếu một tờ rèn. Nếu như cậu muốn gia nhập thì cứ báo cáo thù là thoải mái. Chị Kinh Tuyết à, sao chị có thể chắc chắn hắn là một thợ rèn được chứ? Chị quên mấy cái tên lừa đảo đã lừa chúng ta một vố rồi à. Tiêu Nguyệt Nhi dẫn họ tới phòng rèn. À vâng, chị Kinh Tuyết. Chị Kinh Tuyết à, không ổn rồi. Chưa tới nửa tiếng mà họ đã lãng phí hết sạch nguyên liệu ở trong kho của chúng ta rồi. Cái gì? Nhưng mà họ còn chẳng rèn ra được cái vị hoàng hùng giáp nữa. Hắn xuất hiện ở đây như vậy chắc chắn hắn là cao thủ. Bà Tiểu Thư đừng hiểu lầm, tôi đến để hợp tác với vị thần chi xà bằng thân phận bình đẳng. Nếu như bắt ta thần phục trước vị thần chi xà thì ta chỉ đành chào tạm biệt thôi. Giọng điệu gờ gớm nhỉ. Muốn hợp tác bình đẳng và phản vị chi xà ít nhất phải là công hội hàng đầu mới được. Không có nhiều thế lực ngang hàng với chúng ta, chứ đừng nói tới một người chơi. Người nghĩ người có tư cách gì chứ? Bận vẽ rèn. Bản vẽ rèn cao cấp. Sao người có nhiều bản vẽ rèn cao cấp như vậy? Bây giờ đã có đủ tư cách chưa? Cô Bạch. Bây giờ đã đủ tư cách chưa tiểu thư? Anh rốt cuộc là tìm ở đâu nhiều bản vẽ thiết kế tới này? Bí mật. 2 giờ trước thì tiểu trấn Thạch Trì quán rượu Nì Nhân. Nhà mà hiểm. Có cho tôi lấy chút đồ uống gì đó để giải nhiệt. Tôi sẵn sàng trao đổi bảo bối với cậu. Hệ thống mà nhận được nhiệm vụ trùng lập yêu cầu của Hát Tù. Lấy 5 đồ uống có đá đưa cho Hát Tù. Đá chanh mè. Nước trái cây do Tứ Yên Lộ Vàng chính là làm riêng cho bài đấy. Đúng là trái cây chất lượng hoàn hảo. Cậu cảm ơn cậu nhé nhà mạo hiểm. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu của Hát Tù nhận được 10 đồng. Nhận thơm 250 điểm kinh nghiệm và nhận thơm 5 điểm đồ hào cảm. Ở chết trà lửa như không còn được uống ly nào như trái cây mát lạnh này. Thơm ngồi như vậy nữa thì làm sao đây? Yên tâm đi, nước trái cây thì có cả đống. Hệ thống yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu của Hát Tù ít 340 lần. Nhận được 3.400 đồng. Nhận được 85.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, độ cảm của thị trưởng Hát Tù đã tăng lên 1.000 điểm, đã tới mức độ tôn kính. Nhận được kia có phần thưởng, Hát Tù bán thiết kế rèn cao cấp X10. Trong chốc lát,
không chỉ tăng lên tới cấp 5 mà còn kiếm được một trong bản vẽ thiết kế rèn cao cấp, thậm chí còn nhận được phần thưởng ẩn chìa khóa của Hato. Đây chính là lai lịch của bản thiết kế. Mình tuyệt đối là không cho phép một người có bản thiết kế rèn cao cấp hợp tác với công hội khác. Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu, nhưng mà tôi đã không còn tôi nữa. À không, là trước đây tôi đã mạo phạm cậu. Xin thứ lỗi cho sự bất lịch sự trước đây của tôi. Xin cậu hãy suy nghĩ một chút về thỉnh cầu của phệ thân chí xà. Ôi chị Kinh Tuyết à, sao chị có thể cúi đầu trước hắn ta? Hắn ta chỉ là một tên rèn thôi mà. Tôi đã xác định rằng người trước mắt chính là Hắc Viêm đoán tạo sự có được cậu ta, thì có thể đảm bảo chắc chắn công hội sẽ trở thành đệ nhất thông vật. Với tư cách là đội trưởng về thần chi xà, có đúng là rất có trách nhiệm. Tôi đồng ý hợp tác với cô, đồng thời cung cấp cho về thần chi xà những trang bị tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng phù hợp nhất. Dưới danh nghĩa là đội trưởng về thần chi xà, mối quan hợp tác của chúng ta cũng sẽ vững chắc như đá. Mùi này thật là quen thuộc. Chúng tôi đang đi phỉ tây tư lập khóc cốc, con thú lập đùi và thân cấp cùng không. Điện thoại đúng lúc thì tôi đang qua đó làm nhiệm vụ. Hệ thống chìa khóa của hát tù, hệ thống gửi đá viên là chi địa đến phía tây tư hợp cốc để lấy thái thản chi tâm. Tôi quá rồi, như vậy thì có thể thăm dò ra thực lực của cậu ta. Hát Viêm đã gia nhập đội. Hát Viêm không phải chỉ là một tên đồn tạo sức cùi từ sau. Hắn có tư cách gì mà đội gia nhập vào đội của Bạch Kinh Tuyết Đại Nhân chưa? Đừng có vội, chút nữa là chúng ta có thể thấy hắn ta thất thú như thế nào. Phía tây tư hợp cốc, cảnh giới toàn thể. Tôi đã thấy được cách đời bằng ở trên diễn đàn. Nơi này người chơi chia sẻ về thiệp mời của ưng thần nữ yêu. Hãng nói ưng thần nữ yêu sẽ bắt người lên không trung rồi ném xuống. Người chơi bị ném xuống lập tức sẽ bị giết chết. Sợ cái gì, nói như ai mà bị bắt đi chứng tỏ trình độ của hắn quá kém. Ý đồ đúng tạo sự chết tiệt kìa, ở trên chiến trường mà kêu căng cái gì chứ. Ây da, cứu tôi. Ưng thân nữ yêu luôn ưu tiên cho những cái ồn ào và ngu ngốc. Tôi đến cứu cô đi, còn một chút nữa thôi. Ôi có tôi với, tôi còn muốn chết. Ôi xin lỗi. Lầm bút. Ây da. Ôi con tướng lần này chết chắc rồi chứ, trừ 1530 mẫu. Nhìn bộ dạng vô dụng của cô đi. Điều tại cái tên đón tạo sư đó hại tôi mất tập trung. Cái tên này đúng là tay ném lợi hại mà. À, một địa thực nhắm. Đã ý cái gì chứ, cậu chỉ là may mắn mà thôi, mới cắt đứt được cánh của nó. Kiếm khí xuất thần nhập quỷ này, mình chỉ thấy có già phòng mới dùng qua. Người này thật sự là đơn thuần chỉ là đón tạo sư tôi sao? Ngày rồi đó làm cái gì nữa? Nhận chiến lợi phẩm đi rồi đi tiếp. Đi thôi chị Nguyệt Như. Ân thần nữ yêu vậy mà lại do chạy rồi. Đã đen đuổi rồi, lại gặp phá già phòng. Vẫn là chi viện. Cơ giới kỳ sĩ cấp 9. Rốt cuộc là cậu nhận nhiệm vụ gì mà phải đối phó với quái vật mạnh như vậy? Lý thấy thảm chi tầm, một nhiệm vụ ẩn. Bên quân đầu người của chúng ta chỉ có cấp 6 mà đối phó với đám quái vật cấp 9 trở lên như thế này chẳng khác gì là đi nộp mạng. Vì sự an toàn trên hết là chỉ có thể giết từng tên một thôi. Nghi như có phụ trách sử dụng mà phá thuốc sự hoàng của quái vật.
Để sau khi quái vật ăn cậu thì trận chiến ở trận khiên sẽ tiếp quản thù hận của quái vật, sau đó thì chúng ta sẽ tiêu diệt nó. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị. Chờ đã. Chậu mà, cậu không tin vào thực lực của tụi. Khả năng di chuyển của họ cờ giới mạnh hơn họ sinh vật. Nhanh nhẹn không đủ thì chạy không được đâu. Ai trong đây nhanh nhẹn trên 14 điểm? Giờ tôi mới 4 điểm thôi. Tôi đủ. Tiền ngùng ngớt à. Hệ pháp sư chúng ta vốn là đã thiếu nhanh nhẹn rồi. Nhanh nhẹn của tôi mới 12. Cô tôi đúng 14 điểm, sao vậy? Cô và tôi ngựa bút nhanh nhẹn lên. Dựa vào tốc độ dù tất cả quái vật cờ giáp tập trung vào một chỗ. Còn lại cứ để tôi giải quyết. Tôi tin chiến lược của cậu Hắc Việt. Chỉ là tôi không dùng đến nguyện trục tốc độ ra đủ. Bọn chúng đuổi không kịp tôi. Thuốc nhiều quái vật như vậy, Hắc Viêm rốt cuộc là muốn giải quyết kiểu gì đây? Năng lượng ma pháp mạnh quá. Ma pháp lần phát đàm. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Level 6. Level 7. Level 7. Những trang bị này so với trình độ rèn của tôi còn thấp hơn nhiều. Các cậu nếu như cần thì có thể nhặt. Đáng lẽ là tôi dự định sẽ tăng cấp từ từ. Kết quả với sự giúp đỡ của cậu, chớp mắt đã đạt được mục đích rồi. Tôi cảm ơn cậu, thế nào mới tốt đi? Không cần cảm ơn tôi. Có thể an toàn đi đến đây, khi các cậu cũng giúp không ít chuyện rồi. Đáng tiếc sự nguy hiểm của việc thâm nhập, thâm hiểm đối với tiểu đội của chúng tôi có chút lớn. Đoạn đường còn lại chỉ có thể để cho một mình cậu đi tiếp rồi. Không sao. Có thể lôi kéo quái vật đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nhận lấy mấy quyển trục này hoàn thành đi. Có thể giúp cho các cậu quay lại nhanh hơn một chút đấy. Hắc Viêm đại ca, thế ngày mai bọn em mới đi phó bản đoàn đội gấp 5, hay là anh cũng đi luôn đi? Đúng vậy đó, Hắc Viêm ở đây thì cơ hội có thể vượt qua phó bản quân đội gấp 5 thì càng lớn hơn. Tôi có thể rất bận, lần sau lại nói. Không hổ là đoàn tàu sự của Hắc Viêm. Yêu cầu bạn có đồng ý yêu cầu kết bạn từ cỡ Viêm Lưu Nguyệt? Bạn có đồng ý kết bạn Lưu Nguyệt không? Ây da, cậu ta thế mà lấy dám từ chối tôi. Có lẽ là vì thẹn quá hóa giận rồi. Phát hiện rồi. Phát hiện cứ điểm ba lỗ địa ẩm. Ở ba lũ địa ác cấp 11 hệ thống cập nhật nhiệm vụ ở ba lũ địa ác tìm cường thiết chi tâm chính là nơi đây rồi. Dẫn lực giải phóng mở khóa. Có rồi. Con mày, mình đã hình thành việc thói quen làm việc, vì cũng phải cẩn thận, nếu không thì đã bị giết chết rồi. Hắc thạch chi thuẫn cấp huyền thuyết, yêu cầu 25 điểm sức mạnh cấp 10, phòng ngự cộng 69, tỷ lệ phòng ngự cộng 29, sức mạnh 7, sức chịu đựng cộng 10, điểm sức mạnh 200, nhận được bức tường vô hình, sau khi trang bị sát thương trực diện giảm 10%. Tuyệt đối được cực phẩm khiên chiến cấp 10 rồi.
Số tố tình thông ngẫu nhiên, nem đi nhân đôi số điểm thông thạo thuộc tính tình ảnh ở tinh thông tương ứng. Những thứ này chắc là yêu vật thích của mấy cái con chó cá cược ở đây mà. Hồi đó thì có rất nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn để mua thứ này. Nhưng mà hiện tại mình không thiếu tiền, chỉ bằng giữ lại cho mình dùng vậy. Ồ, hệ thống nhắc nhở, hoàn thành thành tích dần chơi cá cược, trích xuất 20 điểm, phần thưởng nhận được số điểm gấp đôi, hệ thống nhận được thông thạo kiếm được. Dần mình đến là không đỡ nói mà. Ồ, có mấy thứ có thể bỏ mệnh nè, tôi sẽ nhận lấy hết vậy. Nhận được quyển trục hỏa nguyên tố giám sát, giám sát thương hỏa nguyên tố tiếp theo 50%, giám sát thương bằng nguyên tố 50%, giám sát thương nguyên tố 50%. Nơi này không thể ở lâu. Pháo đài ba lũ địa, trung tâm khu vực cấp 12. Hệ thống nhắc nhở, thời gian sử dụng đồ thực tế ảo của bạn đã kết thúc. Khó khăn lắm mới đến được đây. Kết quả thì lần dùng thử sắp hết hàng rồi. Mà thôi, vài ngày qua cũng tích lũy được không ít điểm tín dụng rồi. Đi nâng cấp trang bị chục đà, hệ thống chỉ lệnh ngoài tuyến. Hát tử, không phải mày nói mày là cao thủ chơi game sao? Tao đã đợi ở ưu ảnh, đợi mày mấy ngày trời rồi đấy. Sao thế? Sao lại không thấy mày đâu? Ngô Nghị à, không phải tao đã nói rồi sao? Tao đã gia nhập vào studio khác rồi, cho nên không đi ưu ảnh cao ảnh nữa. Mày không còn phải lừa tao. Ngoài cái Kim Hải đại học này còn có studio khác sao? Tên là gì thế? Cái này phòng cà cũng còn nói cho mình biết studio đó tên là gì. Không còn phải giấu tao. Tao biết mày không qua thông qua quỹ cao hạch của ảnh. Nếu như thực sự không được thì cà cà đi sẽ nói rõ giúp người. Là một thành viên ngồi vì cũng được đấy. Không phải chứ. Mỗi hiện tại mày đang dùng là cái loại đồ quán bát ra chơi á. Studio của mày có ổn hay không vậy? Gia nhập bộ ảnh dự bị sẽ nhận được mũ thực tế ảo phiên bản chính thức. Các thành viên chính thức sẽ được trang bị vũ mũ thực tế ảo có đủ trì hoãn giá trị thấp hơn 20.000 điểm tín dụng Mỹ. Nè, tao nói thật đấy nha, chắc mày bị cái ông chó mèo tầm đó lừa rồi. Tao chính là ông chủ chó mèo dựng nên studio đấy đi. Có ý kiến à? Phong ca, ta còn không biết là Kim Đại Hải đại học có nhân vật như thế này như mày đấy. Mở thì từ thúi đến cái mũ cũng còn mùa nổi mà con đôi mở studio mé nhà mày muốn chết. Bây giờ mày đã biết nhân vật như tao rồi đấy. Ở dạ, mọi kiếp gãy rồi. Hà tử, đồ đã đưa đến rồi. Phong ca, hồi đây là thần vật hiện ảnh 2001 phù, còn có cấp bộ của đồng bộ già tức truyền đạo thần kinh. Mạng ở trong phòng ngủ cũng đổi thành mạng chuyên dụng của toàn bộ tập tiếp hoán cực thấp cho tôi. Nhưng hồi phong ca, cái này cũng quá xa xỉ rồi đi. Mở kiếp, cái thần khốn nạn nhà mày đang diễn kịch trong phòng ngủ tao đi hả? Có tiền thì dối lắm hả? Cẩn thận, tao nói cho lão đại ưu ảnh bọn tao không thể trốn được trong trò chơi. Ưu ảnh trước mặt về thần chi xà thì cũng chỉ là một thần địa mà thôi. Phong ca bọn tao là người mà Bạch Kinh Tuyết của về thần xà nhìn trúng đấy. Phệ thần chi xà mờ kịp bốc phép vừa thôi, có gì gờ gớm chưa? Mày lợi hại như vậy thì chẳng phải cũng chưa gia nhập vào phệ thần chi xà sao? Nếu như không còn ra đây mở studio cái gì chứ? Nói cho tao biết tên studio của mày. Sơ khởi đầu của sùng thiên di vật studio linh vật muốn đến hả? Ở trường cả mọi chuyện gần như là ổn thỏa rồi. Cái gì mà gần như ổn thỏa?
Trương Lạc Uyển, nhân vật số 2 của U Ảnh Công Hội. Những người khác đã đồng ý cả rồi, chỉ có tên hát điện tử như viên đá trong hồ sơ đó vừa thối vừa cứng, hình như là không chịu tình nguyện gia nhập. Bởi vì trong trường xuất hiện một studio linh vật, hắn ta đã gia nhập vào studio này từ lâu, thậm chí còn nói rằng hắn không thể gia nhập một studio rác rưởi như nhúc là U Ảnh. Studio linh vật lão đại à, của studio linh vật là một sinh cuối cấp thạch phòng, tên này dạo gần đây khá là kiêu ngạo. Studio linh vật à, hiện tại có khoảng bao nhiêu người? 6 người. Chỉ là một studio nhỏ có 6 người thôi mà, mày có trọng một chúng quá rồi đấy. Ngô Nghị à, tao khuyên mày vẫn nên từ bỏ tầm tư vào hội hữu nghị của trường năm nay đi. Đây là cơ hội tốt để giúp U Ảnh như vừa gặp gió, đừng có lãng phí cái studio rác rưởi đó làm cái gì. À đúng rồi, chúng tôi phải giành lấy vinh dự cho studio đầu tiên vượt qua 20 người, nên lúc đó thì lợi ích của mày không thiếu đâu. À nhưng mà ở trường ca, nhưng mà cái tinh thần phần đó còn có studio của hắn không thành vấn đề. Tập 44 quá hay.